con ở đây, không có đưa. Con cắt con đi mua. Không có đưa cho mẹ đâu. Con đừng có giao pháp luật con, mày con giao pháp luật luôn á. Mày giao pháp luật thì ra. Mày ơi, một người chết, một người cũng vô tù, bà cũng có cho nói mà. Ở Đồng và Phạm Tấn, mến chào quý cô chú chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú chị và các bạn đến với video tiếp theo của hai anh em. Hiện tại Đồng và Phạm Tấn đang có mặt ở Bình Dương. Ở video trước, không biết Tấn có theo dõi video đó hay không, là hoàn cảnh của người cha cùng hai người con sau khi vợ mất. Sau khi vợ vừa mới sinh thì đột ngột qua đời khi mẹ chưa kịp nhìn mặt con chưa kịp nhìn mặt mẹ. Ở video trước có một chuyện rất là bất ngờ và rất là sốc, đó là khi anh ghé thăm lại hoàn cảnh của ba cha con thì nhận được thông tin đó là người mẹ vợ nói là người cha đã ôm tiền, một số tiền của Mạnh Thường Quân và bỏ đi theo một mối tình mới, và suốt mấy tháng nay không liên lạc được và thậm chí là không có gửi tiền về chu cấp cho người hai người con luôn. Khi anh đăng tải video lên, khi Đồng đăng tải video lên quý cô chú chị thì nhận được rất là nhiều sự đóng góp ý kiến, đó là hãy kéo 500 anh em đi tìm người cha đi để tiêu hết tiền rồi lấy đâu, và hỏi cho rõ sự thật có đúng như vậy hay không. Nếu đúng như vậy thì đưa người cha ra pháp luật và đưa lại số tiền cho bà nuôi 5 người con. Do vậy thì sau khi mà nhận được những sự góp ý thì Đồng cũng chưa hẳn là biết là bên nào đúng bên nào sai. Do vậy thì Đồng đã tìm mọi cách để liên hệ người cha, và sau đó thì biết được người cha hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Do vậy thì hôm nay sáng thì có gọi cho em Phạm Tấn, Tấn ơi phụ anh việc này được hay không, anh đi một mình cũng hơi lo. Tại vì hôm qua là Đồng có nhận được thông tin từ người cha nói là muốn gặp Đồng gấp hôm nay, nóng lắm rồi. Do vậy thì cái câu đó thì đọc lên thì không biết là khi gặp có xảy ra chuyện gì hay không. Do vậy thì có nhờ em Phạm Tấn với một số anh em nữa thì sáng nay tập trung ở đây và chuẩn bị di chuyển xuống Đồng Nai ha. Cũng quãng đường cũng rất là xa cô chú anh chị. Và trong cái quãng đường này mà gặp anh ấy thì không biết là liệu rằng có xảy ra một cái chuyện gì ngoài ý muốn cho hai anh em này mình nữa hay không. Thì có lẽ là nói chung là dù có xảy ra chuyện gì thì em Caramel hãy bình tĩnh và giữ máy vậy ha. Khi gặp ở dưới đó không có vấn đề gì hết. Và dù có chuyện gì xảy ra thì Đồng cũng phải tìm được bằng được người cha để làm rõ sáng tỏ sự việc này. Bây giờ thì Đồng với Phạm Tấn sẽ cùng anh em di chuyển để đi Đồng Nai ha. Quý cô chú anh chị, hiện tại sau một quãng đường di chuyển cũng khá là xa, hiện tại Đồng với Phạm Tấn đang có mặt ở Đồng Nai. Thì bữa hôm người mẹ cũng chia sẻ là người mẹ mà bà ngoại á đang chăm sóc hai đứa trẻ ở Sóc Trăng á, cũng chia sẻ là người cha đang làm ở Đồng Nai. Thì bây giờ Đồng đã di chuyển được tới vị trí gần chỗ ở của người cha rồi. Đồng cũng không biết là người cha ở chỗ nào. Bây giờ thì Đồng cũng rất là muốn gặp mặt người cha để xem như thế nào. Bây giờ thì chắc phải gọi cho người cha trước Tấn ha. Gọi người cha trước đi. Xem thử người cha như thế nào. Không biết nãy giờ thì hôm nay thì Đồng cũng không có dám đi một mình, tại vì cũng kêu gọi rất là nhiều anh em ở trong quán cà phê đang phía sau á. Cà phê đầu kia quý cô chú chị ạ, tại vì thì cũng liên quan đến tiền bạc mọi thứ nữa. Thì Đồng sợ không biết xuống đây có xảy ra chuyện gì hay không. Mà cái lúc mà anh ấy điện thoại thì cũng hơi căng một chút xíu đúng không anh Đồng? Cho nên là mình hôm qua thì người cha có nói là nói cũng đang rất là bực bội và đang rất là bức xúc là muốn gặp liền á. Bây giờ thì Đồng sẽ điện thoại cho người cha này. Alo anh. Dạ dạ em tới cái vị trí mà anh cho em đó. Em ở cái gần cái quán cà phê á. Dạ dạ anh ở đó đi em ra liền anh. Sao không? Anh ở cách đây sao? Dạ cũng xa anh. Ý là về phòng trọ anh hay là sao? Dạ anh ghé quán đó đi anh, em chạy ra đó liền. Tại vì nhà em xa lắm. Vậy hả? Hoặc tìm chỗ nào chứ tại quán cà phê nó nhạt lắm. Dạ dạ để anh ở đó đi em chạy. Sao không cho em vô phòng trọ anh luôn? Tại vì em ở nhờ người ta. À dạ ở nhờ người ta, tại vì tưởng anh ở trọ thì tại vì em mới lên đây khoảng chừng 2 ngày à, em chưa có kiếm được nhà. Ủa sao bữa hôm là bà nói là anh đi làm trên này mấy tháng rồi?
Nhưng mà em nở lương đó cho lòng Long An á, lương rẻ quá, em mới nghĩ trên đó em lên Đồng Nai, mấy bạn rủ lên Đồng Nai làm á. Giờ là anh bao lâu nữa thì anh ra? Chắc khoảng 15 20 phút gì đó anh. Dạ dạ, vậy em đứng đây em chờ anh nha. Anh đi mấy người? Dạ dạ. Dạ có mình em ạ. Anh đi một mình hả? Dạ. Rồi ra đây gặp bọn em có sợ không? Dạ không. À, rồi anh ra đây nha. Sợ anh. Hả? Dạ 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 dạ. Dạ. Rồi rồi rồi. Dạ dạ. À, quý cô chú anh chị, bây giờ thì Đồng với Phạm Tấn sẽ chờ người cha ra đây, xong đó tìm một góc nào đó để trò chuyện ha. Tại vì người cha chia sẻ là mới xuống đây 2 ngày, đang ở nhờ người ta thì chắc là cũng không tiện để quay cái chỗ đó, hoặc là có điều gì đó mà cũng không tiện để vô đó để quay ha. Liệu cái số tiền của các cô chú mạnh thường quân, người cha có lấy đi hay không, đúng không? Giống như là bà ngoại nói hay không ha. Đồng cũng rất là hồi hộp vì hôm mà anh đăng tải video lên thì rất là nhiều ông bà cô bác nói là hãy tìm người cha gấp rút để làm rõ sự việc, mà Đồng cũng đang đặt trong dấu chấm hỏi là không biết là người cha thì có như lời bà ngoại hay gọi là mẹ vợ chia sẻ hay không, liệu câu chuyện này sẽ như thế nào. Lát nữa gặp người cha thì sẽ là ba mặt một lời, thậm chí lát nữa gặp người cha thì Đồng có thể gọi trực tiếp về cho bà ngoại luôn. Okay. Để cho hai bên tự trò chuyện trên video này luôn. Đồng cũng muốn là làm rõ sự việc để là cho đúng cái câu chuyện, người mà tốt thì không bị mang tội Tấn ha. Bây giờ thì chắc Đồng với Phạm Tấn sẽ đứng đây chờ người cha ra. Hồi nãy nó nói 15 phút. Đồng tại sao Đồng lại hỏi là anh đi mấy người? Tại vì là hôm qua thì người cha có nhắn tin cho Đồng là ngày mai gặp luôn đi anh, em nóng lắm rồi. Tính 7 hoặc 8 giờ đó anh, tầm đó. 7 hoặc 8 giờ gì đó anh. Đây, ngày mai gặp luôn đi anh, em nóng lắm rồi. Nghĩa là sau khi mà người cha mà xem được video này thì rất là nóng, bức xúc. Nên Đồng hỏi là anh đi mấy người thì Đồng nói chung là Đồng cũng lo không biết là mình có xảy ra vấn đề gì hay không, tại vì cuộc sống mà không nói trước được điều gì. Do vậy thì hôm nay Đồng có rủ em Phạm Tấn đi luôn, lỡ có chuyện gì thì còn có người bên cạnh nhé. Nhưng một mình Đồng cũng không có biết xử lý sao. Rồi, ok. Bây giờ thì mình di chuyển hướng kia ha. Alo anh, ở bên mé bên quán cà phê có cái hẻm đường đất đi vô á. Anh ở bên trái anh phải anh. Anh từ hướng nào chạy lên, anh thấy quán cà phê lùm cây lớn không? Anh có thể ra ngoài em thấy được không anh? Dạ. Được. Dạ được. Dạ. Cảm ơn. Anh nhận được. Tấn ra đón đi Tấn. Quý cô chú chị, hiện tại thì em Phạm Tấn ra đầu đường đón á. Hồi nãy giờ Đồng cứ nghĩ là cái dãy nhà trọ này, nhưng mà không phải. Tại vì cái định vị người anh gửi là nó gần với dãy nhà trọ này. Đồng cứ canh me ở đây này, Đồng với Phạm Tấn canh me trước cửa nhà trọ, cứ nghĩ là anh sẽ bước ra từ dãy nhà trọ này, nhưng mà không phải, chắc một hướng khác. Hiện tại thì em Phạm Tấn đang đi ra đường để đón. Cũng may ở đây có một cái cây này che bóng mát cho mấy anh em để chờ đợi người cha xuất hiện đó. Thì cũng chia sẻ với quý cô chú chị là khi Đồng đầu tiên mà gặp người cha thì thấy người cha khuôn mặt cũng khá là hiền từ và cũng nhìn cũng rất là hiền lành luôn. Nên sau khi được bà ngoại hay là mẹ chia sẻ thì Đồng cũng mong muốn được gặp người cha, cũng may là liên hệ được. Không biết em Phạm Tấn đã đón được chưa? Con trai vô nhà đi con. Đừng có đi vô đây. Vô đây gai không á con. Thấy không? Con vô đây làm gì? Sao không nói chú lấy giùm cho?
Chạy xe vô đây nè anh. Ngay gốc cây kìa. Con đi qua đi. Con đừng có vô đó mượn không á. Đó đợi anh đừng đầu gốc ngay cái gốc rồi. Vô đây cho mát này tất. Chào anh nhé. Nãy giờ em cứ nghĩ cái định vị anh gửi là cái giấy trò này nè. Rồi, vô đây luôn Tấn ơi. Sau một hồi chờ đợi thì Đồng và Phạm Tấn cũng gặp được người cha của hai bé. Thì quý cô chú chị nếu mà xem video của Đồng trước đây đã thăm người cha hai lần, một lần là chia sẻ hoàn cảnh, một lần là trao tiền, thì quý cô chú chị cũng nhận ra hồi nãy giờ em xem cái vị trí mà hôm qua anh chia sẻ cho em á, là nghĩ là anh sẽ ở trong nhà trọ này. Thì hôm qua anh có nhắn cho em là ngày mai muốn gặp anh gấp, em cũng nóng lắm rồi, là chắc là anh cũng rất là bức xúc. Do vậy hồi nãy là anh có thể bỏ nón ra được không? Hồi nãy em có hỏi anh là đi mấy người đó. Dạ em đi có một mình anh mà. Thì em nghe cái câu từ mà anh nói là em nóng lắm rồi muốn gặp gấp. Dạ. Thì em nghĩ là anh hiện tại là anh sống đây là một mình hả? Dạ em sống mình. À rồi là rồi anh tại anh vì, anh có thể giới thiệu lại cho bà con biết là anh là tên gì và. Dạ em là tên Võ Văn Gàng. À, anh là như thế nào với hai bé mà cha, em? Cha của hai đứa bé. Cha ruột đúng không? Dạ cha ruột. À giờ chắc là không biết là anh đã xem được cái thước phim mà gần đây dạ, em xem. Em đã thăm lại bà ngoại với hai bé. Thì bữa hôm trước khi thăm bà ngoại thì em có gọi cho anh. Em hỏi là anh còn ở đó hay không? Anh có nhận được đúng không? Anh còn ở đó hay không? Hôm nay em về Sóc Trăng, em sẽ ghé thăm lại hai bé. Sau đó thì em nhờ anh nói anh liên lạc cho bà hay gì đó để hỏi hai bé có ở nhà hay không. Thì anh nói không liên lạc được. Dạ không liên lạc được. Nhưng mà khi mà đặc biệt là khi mà câu chuyện em xuống đó thì nhận được thông tin là như bà ngoại đã chia sẻ là anh bỏ hai con đi và lấy một số tiền của Mạnh Thường Quân. Dạ, anh ý là xíu nữa anh chia sẻ sau. Trước khi là vào câu chuyện thì em xin trình bày anh trước ha. Dạ. Đó là bà ngoại nói là cha nó bỏ hai đứa rồi, rồi là bé bệnh cũng nói bà ngoại tự lo đi. Rồi là đã lấy số tiền một cũng không hẳn là hết mà nói lấy mười mấy triệu đó của quý Mạnh Thường Quân và đi rồi. Và gần đây nhất thì anh có gửi hình ảnh của một người phụ nữ về cho người con của anh, là nói con anh là tên gì em quên. Dạ Võ Kiệt. Không, anh thường thường ở nhà gọi bằng cái tên gì? Tên Kiệt. Kiệt ơi, người vợ mới của ba đây có được hay không? Thì khi đó thì bữa hôm thì Kiệt cũng cho em xem được cái hình ảnh mà lưu trong cái điện thoại của Kiệt á. Đầu tiên thì anh cứ chia sẻ từ từ đi, là anh xuống đây làm được bao lâu rồi, anh rời xa gia đình bao lâu rồi? Em xuống đây xa gia đình là 2 tháng rưỡi. Là tại vì em làm ở trên Long An á, là một tháng chỉ có 4.3 là đi giờ hành chánh không. Tại vì em làm 2 tháng mấy nhưng mà chi tiêu không có đủ. Tại vì tiền nhà, tiền ăn, tiếng tiền gửi gì cho con. Nói là em bơm số tiền đi nhưng mà thật sự là em không có. Tại vì em mua cho 4 chỉ vàng là cho bà giờ vợ em, cho bà giữ. Là tổng cộng mua cho em với 4 chỉ vàng là 34 triệu. Là còn lại 10 triệu là mua chiếc xe đạp cho nhóc là 1 triệu 95 ngàn. Là mua hai hộp sữa, một bịch tả, là còn bao nhiêu đó là bà già vợ em đưa cho em 1 triệu là đi, còn nhiêu đó em gửi cho bà vợ em giữ chứ em không muốn lấy gì hết. Không biết là anh đã xem thước phim rõ chưa, mọi chuyện là đều từ mẹ vợ anh chia sẻ. Dạ, em cũng không có nói nhưng gì sai sự thật. Anh có xem kỹ video anh xem mấy lần rồi? Dạ 2-3 lần rồi. Anh khi xem mà như vậy thì anh như thế nào, anh cảm giác nhưng như mà bà vợ khai không có đúng sự thật. Tại vì em mua vàng là tới 34 triệu mà nói ra 30 triệu không sai sự thật. Tại vì không kể là một chiếc xe đạp của thằng con em nữa là 1.9 triệu nữa. Tức là như thế này nè, cái lúc mà anh Đồng thăm lại á, dạ,
thì nghe người mẹ vợ của anh nói là là anh đã ôm tiền của Mạnh Thường Quân đi hết rồi. Dạ không có. Và dạ dạ từ từ anh. Tức là mẹ vợ có nói là anh ôm tiền của cô chú Mạnh Thường Quân đi rồi. Từ từ để em nói cho. Bỏ đi rồi. Và bỏ lại hai đứa con cho bà ngoại nuôi. Rồi xong rồi á, là một cái điều nữa, điều đặc biệt ở đây nữa là anh lại tiếp tục có thêm vợ mới. Rồi lại tiếp tục nữa, đây là một cái câu chuyện mà rất là nhiều người ở trên mạng xã hội người ta đang rất là lo lắng về cái điều mà anh bỏ con anh đi. Và nhiều người có bình luận rằng là hãy tìm 500 anh em truy tìm anh bằng được để về cho tất cả mọi người cộng đồng mạng người ta phán xét và xử anh như thế nào. Đó, anh hiểu em không? Thì hôm nay á thì em với anh Đồng, thật sự thì hôm nay lại tụi em đi rất là đông người. Tại vì lý do anh Đồng hỏi một câu là anh đi mấy người. Tụi em cũng biết cái sự lo lắng của tụi em. Tại vì anh hôm qua anh nhắn tin cho anh Đồng là nói là anh xuống đây gấp để gặp em gấp. Em nóng lắm rồi. Cái từ mà nóng lắm rồi các cô chú anh chị phải nên hiểu rằng là nó rất là nghĩa, rất là bức xúc rồi. Cho nên là có thể là anh sẽ có một cái gì đó mâu thuẫn giữa em với lại anh Đồng. Anh hiểu không? Đó thì trong hôm nay á thì mình sẽ giải quyết tất cả những cái sự việc này bằng đó là anh sẽ điện về trực tiếp, anh Đồng sẽ điện về trực tiếp cho bà ngoại và hai bên trò chuyện với nhau để cho mọi người hiểu rằng đây là cái sự việc nó lầm lẫn ở đâu đó thôi. Chứ mình cũng không có giải thứ nhất là em ở video em nhấn mạnh với anh là mong anh phản hồi và gặp em sớm nhất để giải quyết sự việc. Tại vì khi thực sự mà khi bà ngoại chia sẻ thì em cũng chưa hoàn toàn tin bà ngoại chứ được. Em cho em nói xíu. Khi quý cô chú chị ạ, khi mà Đồng nghe phía bà ngoại chia sẻ thì Đồng cũng chưa tin hoàn toàn đâu. Do vậy Đồng phải gặp trực tiếp người cha để xem như thế nào, sự việc có đúng như vậy hay không để tìm hướng giải quyết. Tại vì là anh có nghe một câu là bà ngoại nói là bên phía con cái cháu bà ngoại nói là gặp thằng nhí ở đâu đúng không? Gọi là nhí đúng không? Thằng nhí đâu, quýnh đó. Quýnh đó anh có nghe không? Dạ nghe. Gặp đâu là quýnh đó và em có nói với bà ngoại là bà ngoại không có nên quýnh. Em có nói trên đó luôn. Tại vì hăm dọa nói là em về là quýnh em. Tại vì có clip em còn đây. Là ai hăm? Thằng em á, thằng em vợ. Nói sao anh nói rõ coi. Anh mở cho nghe đoạn đó đi. Dạ. Rồi tại sao tự nhiên là em cũng không biết sao nữa. Cũng phải có một cái lý do nào đó nó, em cũng, nó hơi đặc biệt thì cái người em vợ người ta mới lên tiếng như vậy chứ. Hay là sao? Nó xỉn rồi nó nói gì? Là nói là nói làm sao? Dạ. Anh mà về nữa là chết mày anh đó nhé ơi. Cho em nghe lại trước kia nhé. Anh mà về nữa là chết mày anh đó nhé ơi. Còn cái nào nữa không? Dạ không. Cái thằng em nó nói là gặp đâu chôn em ở đó. Tại vì em có thể là tại rồi. Vì em đó thì con nào á, con á thì không bao giờ cha bỏ con hết. Nhưng mà thật ra nói vậy là sai. Cha tại vì hăm dọa vậy trao cha nào dám về. Ý là cho em hỏi là cũng có một cái nguyên nhân nào đó thì những người thân bên đó mới hăm dọa anh. Em cũng không biết sao mà hăm dọa em đó. Là khi đó anh đi chưa? Dạ đi rồi nhưng mà công ty mà anh đi sẵn xin á thì người ta cho á thì mình về, còn không cho thì sao thay thế người do làm á chứ mới đi về được. Rồi chứ con bệnh á thì cha nào cũng đau xót chứ. Ý là thứ nhất là thế này nè. Thứ nhất là anh có thể nói rõ cho em chi tiết hơn là bữa đó em trao anh bao nhiêu? Dạ 34 triệu. Ê 43 triệu. 43 triệu. 43 triệu tròn hả? Dạ tròn. Rồi là anh đi mua những gì và còn bao nhiêu anh nói rõ lại kia giúp em. Anh giao cho em là 43 triệu, em sắm là tổng cộng là 4 chỉ vàng 4 số. Là em sắm một khái khâu là một chỉ 6 vàng 18. Chỉ khâu cho anh đúng không? Dạ. Ừ. Là tổng cộng là 34 triệu. Là còn lại 10 triệu là mua xe đạp cho con là 1.9 triệu, mấy chục ngàn gì đó. Là ta lấy 1.9 triệu. Cho là 2 triệu đi, là còn 8 triệu. 8 triệu, em lấy 1 triệu. Rồi bà dạy vợ cho em 1 triệu lên. Còn mua 2 hộp sữa với một bịch tả. Thì còn nhiêu đó là bà vợ em đưa bà vợ giữ. Chứ em không có gì hết. Tất cả cái số tiền vàng bạc là... Vàng bạc gì mẹ vợ em giữ hết. Anh chỉ giữ được 1 triệu. Em giữ với 1 giờ triệu với 1 cái khâu. Sao là khâu 18. Sao anh có nghe bà ngoại mẹ vợ anh nói rõ là
thằng nhí nó giữ là mười mấy triệu á, dạ, sau bà và vợ cho 1 triệu nữa là thành là 14 dạ, triệu, 15 triệu. Cái khâu đó vàng 18 anh chỉ ra là một chỉ có bao nhiêu tiền đâu, có 1 triệu 3 triệu mấy à. Nhưng ra 1 triệu 7 phân nữa là có 6 phân đi, nó có đâu nhiêu đâu. Rồi điều thứ hai là bà ngoại nói là khi mà con bị bệnh là điện cho anh thì anh nói là mẹ tự lo đi. Tại vì mẹ bà nói là làm cho hai đứa con đó là trẻ mồ côi. Nên tại vì cha của em, cha nó còn sống mà tại sao nói là cha cho làm giấy hai trẻ mồ côi. Rồi sau anh này nói là mẹ tự lo đi khi con mình bệnh. Nhưng mà thật ra thì nói ra mẹ vợ em nói câu đó thì em mới nói là mẹ tự lo đi, tại vì cha của hai đứa nhỏ còn sống mà tại sao mà mẹ vợ em nói là làm giấy trẻ mồ côi. Em mới nói như vậy thôi, nhưng mà thằng cha nào không có bỏ con đâu. Rồi thì điều thứ hai nữa là bà ngoại nói là suốt khoảng thời gian anh đi là 2 tháng mấy 3 tháng là không gửi về cho bà ngoại 1 ngàn. Tại vì lương thì nó rẻ. Tại vì mới lần đầu thì em lên ăn em mượn không à, lên đây em đâu biết ai quen ai, em mượn. Mượn xong thì trả em ăn thôi, ăn lại. Định ra là tháng có em làm có 4 triệu 3 tháng à, mà không có tăng ca nữa. Rồi vấn đề tiếp theo là anh có gửi hình ảnh cho người con không? Dạ không. Sao người con lại nói? Là em không có, thật sự em không có gửi gì hết. Sao người con không lẽ người con nói dối? Em không có gửi gì hết. Chưa, em chưa biết mặt mũi nó như thế nào nữa. Ủa sao người con lại cho em người coi hình ảnh luôn, người em không, không có gửi. Ý là người con nói là em không có gửi thật tình. Người anh có xe vào người con trực tiếp dạ người con anh nói dạ luôn có, là coi nói clip là... Nhưng mà em thật tình em không có gửi hình cho con em, nói là mẹ mới mất gì em không có gửi hình cho con em hết. Bà ngoại nói là mẹ mới mất chưa sanh cỏ nữa. Dạ. Nếu thật mà em không có gửi. Có sao em nói vậy? Không, cái vấn đề ở đây là quý cô chú chị ạ. Ví dụ như là vợ mất khi anh nhí còn trẻ tuổi, mà sau này anh nhí có thể bước thêm một bước nữa, đó là một cái chuyện thường tình trong cuộc sống. Dạ. Nhưng mà điều ở đây là bà ngoại bức xúc là vợ mất mới được 2 tháng thì anh nhí lại gửi cho con dạ, xem người bồ của mình. Dạ. Dạ. Giờ thì em cũng không biết là tin ai tấn ha. Ừ. Anh không có gửi hình cho con em. Giờ anh có số bà ngoại không? Dạ có. Anh có thể gọi cho em nói chuyện được không? Hoặc là không, cho hai mẹ con nói chuyện đi. Ý là mình lấy số mình gọi. Mình lấy số mình gọi đi. Là bà có đâu biết xài Zalo anh? Dạ không. Anh cho số đi. Quý cô chú chị ạ, bây giờ thì Đồng sẽ gọi trực tiếp bà ngoại để cho bà ngoại trò chuyện với anh Nhí. Hiện tại mà để mà anh Nhí về đó gặp hiện tại, nếu mà kêu anh đó về gặp bà ngoại để ba mặt một lời, anh có dám về không? Dạ dám. Hả? Anh có dám về nhá? Dạ về mình dám. Rồi con sợ mấy người dạ kia làm gì ạ? Sao lúc trước anh sợ không dám về thăm con, bây giờ lại không? Giờ, nhưng mà thật ra thì chuyện không có mà nó có là... Thì em cũng không hiểu vì sao là mấy người bên thân bên đó lại hù dọa là muốn gặp anh đâu là quấn đó là nhưng muốn... Nhưng mà thật ra thì em xin nói cộng đồng mạng như vậy. Giờ thì hồi đó thì bây giờ cho bà giữ, cho bà vợ giữ. Nhưng mà bây giờ thì trẻ đặt điều đặt chuyện ra như vậy. Em giờ không muốn cho bà vợ em giữ nữa, tại vì em giữ bắt về dạ, cho bà nội nó giữ. Rồi vấn đề thứ hai là hôm qua em nhận được một cuộc gọi nữa của một người chị nào đó, thì có chia sẻ rằng là thằng Nhí nó khổ lắm, nó đi làm vợ con nó ăn mua cái gì nó ăn ăn dư, vợ con ăn dư nó mới dám ăn, không biết có chuyện đó hay không. Có. Và điều có một điều nữa là chị đó chia sẻ là khi mà người vợ mất đi thì tiền cúng điếu thằng Nhí cũng không được giữ. Dạ đúng rồi. Cúng xong là bà vợ giữ hết. Là số tiền lớn không anh? Dạ lớn. Khoảng bao nhiêu anh biết không? 30 mấy triệu. Dạ. Rồi để em gọi nhé. Anh có sẵn sàng trò chuyện không? Dạ sẵn sàng. Cô là tên gì? Bà Còn. Bà Còn hả? Dạ Lâm Thị Còn. Không biết có nghe máy hay không nữa này. Hôm nay tiếng ve hơi lớn, không biết là âm thanh video đó có bị ồn không? Alo, cô Còn phải không? Phải. Con thầy giáo Đồng này cô. Hả? Con không phải. Con Đồng nè. Con không có biết. Cô nhớ con không? Bữa trước con mới thăm cô mà trao cho cô số tiền đó, nhớ không? Biết mà. À. Con nói tiếng là bắt cô biết rồi. Cô ơi.
hôm bữa cô nói về người con rể á, thì hôm nay con đã trực tiếp xuống Đồng Nai, con tìm tòi và gặp được người con rể của cô rồi. Giờ thì cô với anh sẽ trò chuyện qua cái máy này giúp con nha. Tìm nháy điện qua cái máy con á. Không biết cái gì đó. Cô cứ nói chuyện đi để cô nghe này ơi. Cô nói chuyện đi. Mà tại sao mà mua tới 34 triệu mà mẹ nói là có 30 triệu? Thì 4 chỉ vàng đó, mày tính coi nhiêu? 4 chỉ vàng với tổng cộng là mua hết luôn á, tổng cộng 34 triệu. Rồi chiếc xe đạp của nhập của Kiệt đó là 1 triệu 9 đó là mày không tính luôn. Cái vụ xe đạp bữa đó mẹ quên. Rồi hai hộp sữa. Hai hộp sữa với một bịch tả nữa là đâu? Mày tính ra lòng rồi còn 30 triệu không à? Hai hộp sữa với bịch tả là được, cái đó là mua bữa trước á. Mua bữa đó với bữa trước đâu? Rồi nói tiếp đi. Rồi mẹ nói sao mà con gửi hình cho anh Kiệt gì? Thì nè, cái gửi hình đó mày nói với anh Kiệt nè. Nói đi. Cha gửi hình con nào? Hả? Nói đi, mày biết. Không biết thì sao mà trả lời? Cho Facebook thằng. Gửi hình qua. Bà ơi. Bà cô con ơi. Đưa máy cho bà ngoại con. Rồi nói đi. Cô có cái vấn đề mà nói là ảnh ôm tiền của Mạnh Thường Quân đi là sao? Anh hỏi cô đi. Mà ủa mẹ mà nói con ôm tiền Mạnh Thường Quân đi mười mấy triệu là sao? Thì con mua cái khâu con hết nhiều. Ủa? Anh cứ nói đi, anh cứ trả lời cô đi. Thì cái khâu đó là con giữ. Con chỉ sao? Là khâu đó bao nhiêu tiền? Dạ không con biết nữa, là tổng cộng là mua 4 chỉ vàng với... Một chỉ 6 là 6.7 triệu. Vàng 18 rồi mà bôi 6.7 triệu. Bữa đó mẹ kêu mua vàng 10 tuổi nha. Mua vàng 10 tuổi á. Rồi của mẹ là vàng 4 số. Rồi cái lắc đó đâu vậy? Cái lắc hổm em kẹt quá em đi cầm. Cô cứ nói đi cô. Bữa đó là kêu nói nó là mua 1 chỉ 6, 1 chỉ là 6.7 triệu. Nó cũng mua cho cô là 1 chỉ là cũng 6.7 triệu đó. Mà 4 chỉ. Rồi nó đưa tiền lại cho cô là, cho tiền lại bác là 4 triệu. Bác đưa nó lại 1 triệu gửi, nó không lấy, nó lấy 1 triệu. Nó trả lại 500. Là anh Nhí nói là anh Nhí không giữ số tiền nào hết, cô cứ nói đi. Thì hồi đó bác cũng có nói với con, nói nó lấy cái số tiền, số vàng đó, chứ bác đâu có nói nó lấy tiền. Ý là tính cả vàng và tiền, ý là cô nói tính cả vàng và tiền là mười mấy triệu đúng không? Cô cho 1 triệu nữa. Cô cho 1 triệu đó là, vừa đó là 14 triệu. Đó. Mà bữa đó quên nói vụ nói chiếc xe, trừ ra chiếc xe 2 triệu đi, nó cũng ôm 12 triệu đó. Nó cũng ôm 12 triệu đó, anh thấy, anh cứ nói với bác ấy. Nhưng mà cái khâu đó là có gì đâu. Vì sao mà cái khâu đó chỉ con mua con để đây con giữ để là cho hai đứa nhỏ thôi, cứ đâu con làm gì đâu. Mày nói mày giữ hai để cho hai đứa nhỏ sao mày cái gì trận cuộc gọi hai đứa nhỏ hết trơn. Sao không? Hai đứa nhỏ điện không? Đứa mà mày bữa thầy giáo đồng xuống đây còn không có chặn đâu, không có gọi gì hết á. Nhỏ. Thiệt mày nói coi, cha có chặn không? Cha chặn á, con gọi cha đó được. Nè. Chặn hết trơn á, mày đừng nói mày không có chặn. Hôm nay có gì cô cứ nói hết đi nha, tại con đã vất vả con tìm xuống đây rất là xa rồi. Cô có bức xúc gì cô cứ muốn hỏi. Hồi sáng qua mới nói điện về, nó hỏi nó dạy bác, nó nói tại sao bác dám tung lên mạng nói nó đi bỏ con. Thì con có bỏ con rồi nào? Mà con nghĩ coi, 3 tháng trời con không gửi về cho anh đồng nào, cái nói cái con nghĩ về trong 4 chỉ vàng không? 14 chỉ vàng ăn ghét đi cũng không hết á, còn sao con? Nhưng mà làm trên đây con cũng nói mẹ là 4 tháng có làm 4 triệu 3 hả? Ta không biết 4 triệu mấy không biết. Chỗ người ta mướn một ngày 320, mày không chịu đi. Là chạy một tháng 9 triệu mấy, không chịu đi làm. Mày đi làm chỗ 4 triệu 3 chứ.
Mẹ có nói đi làm chỗ 4 triệu ơi, một ngày 3 triệu 320 á thì làm mẹ con mình làm. Con Nhím á thì mình mướn nhà chỗ, mướn người ta giữ. Mày không chịu đi. Mày đi làm chỗ 4 triệu ha, một ở nhà, ở nhà chung á, ở nhà chung á làm đổ mà nước rửa chén nước này kia cũng này nọ. Giờ lai thai gì lên làm chung á thì cũng này nọ nữa mất công. Thôi thì làm con làm đâu con làm. Con làm đâu con làm. Mẹ nói hôm qua mẹ tính là nói con một ngày con gửi cho mẹ, một tháng gửi cho con. Cho con mày 1 triệu hay là hoặc 2 triệu nó ăn uống sữa cũng được. Rồi con 3 tháng con cũng lên đây cũng có ăn uống được cái gì đâu. Có gửi không? Bác hỏi là 3 tháng anh có gửi về đồng nào anh trả lời bác đi. Rồi em làm được có 2 tháng rưỡi à. Ý là 2 tháng rưỡi là anh không có gửi về. Dạ không. Rồi thứ hai nữa cho con hỏi bác ơi, cho con hỏi là có nguyên nhân vì sao bà nguyên nhân vì sao mà những người cháu hay là những người bên bà lại đe dọa quấn anh Nhí là có nguyên nhân gì ạ? Không bị vậy nè, mấy nó không vậy nè, nó nói đi làm không gửi tiền gì à, nghe một. Rồi anh hai nó gửi trên thành phố gì à, cho bắn vô trong thẻ nó 500 nó cũng không đưa cho bác. Nó giận có nhiều, nó nói gặp anh Nhí ở đâu là nó quýnh. Ủa? Rồi bác có giấy vậy. Con cũng mới lên chứ, con cũng mới lên tiền đâu mà con đi về. Hồi bữa anh Đồng, anh thầy Đồng về xuống. Con tiền đâu con về, con cũng lấy tiền đó con về chứ lấy tiền đâu mà con về. Thầy bữa con cũng mới lên. Con cũng phải nói, con về con cũng phải nói cho mẹ biết. Con nói với mẹ rồi. Con nói anh hai gọi chuyển khoản cho được 500. Có nói với mẹ đâu. Bây giờ mẹ nói không có. Con bữa ông nói mẹ ơi, anh hai chuyển cho được 500. Con lấy tiền đó con về. Mày nói với mẹ không được chục tiếng là sẽ là mày đi mất nữa rồi nhé. Mày không có nói vụ tiền bạc gì chứ. Vậy không nữa. Thiệt tình luôn á. Nhưng mà nếu như anh Nhí bây giờ thì anh Nhí về dưới thì bà có đảm bảo là anh Nhí sẽ không xảy ra chuyện gì không hay là như thế nào không? Ủa có ai làm gì nó đâu con. Không có ai làm gì nó chứ. Dạ. Giờ anh Nhí là muốn nói là về anh Nhí đón hai người con về cho bà bên nội nuôi, bà có chịu không? Bà ngoại không cho nói. Con bây giờ con không có cho mẹ, con có cho mẹ giữ nữa. Tao cũng không có cho mày giữ Nhí. Con không cho mẹ giữ. Con có con đi đâu con đi đó. Không có cho Nhí. Không cho có được. Ra pháp luật con ra pháp luật luôn á. Mày ra pháp luật thì ra, bây giờ mày bắt con Nhí là tao chạy ra xe đụng tao chết liền á. Con không có cho mẹ giữ. Ừ. 100%. Bây giờ tại vậy đi. Mà mày dám bắt con Nhím đi là tao chạy ra. Cái đó tiền mẹ. Đó tiền của mẹ. Con của con coi trai đâu con đi đó. Mày nói cho quá. Rồi 3 tháng trời mày có gửi con cho biết. Nó đồng nào không? Mà bây giờ mày nói vậy. Nhưng mà bây giờ mẹ nói tiền này tiền kia vậy. Con giờ con không cho mẹ giữ nữa. Con của con đưa con đi đâu đi đó. Mày bắt ăn thiệt sao tao không biết chứ còn con bắt tao hai đứa luôn. Tao không cho. Không cho gì, con ra đâu pháp luật luôn đó. Cho chay đâu coi đó. Vậy mua thì giao đồng đó. Là đang nói chuyện với ai bên ngoài? Không biết nói chuyện với bạn nói chuyện với thầy vậy. Alo cô. Nghe nè. Ý là cô có câu hỏi nào đặt ra cho anh Nhí hay là cô con còn thắc mắc cái điều gì nữa hay không? Thì con thứ nhất là con muốn hôm nay video này để dung hòa giữa chàng rể với mẹ vợ, chứ con không muốn là hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bác nói vậy đó, bác nói bây giờ hai đứa là nó bắt đứa thằng Kiệt thì bắt gì không bắt. Còn con Nhí là bác giúp thắt, bác không cho nó bắt. Nó bắt ra là bác chạy ra cho sẽ đụng bác chết liền á. Bị bác nuôi nó rồi trong ngày tới giờ. Tới bây giờ con ba lớn rồi hai tay chân cho nó sao? Tại sao giờ anh đi làm thì gửi một tháng bao nhiêu đó về bác nuôi vẫn được. Sau này dạ không, bây giờ em không có cho mẹ vợ em giữ nữa, em phải bắt rồi. Ý là lý do tại sao anh không có cho mẹ vợ anh giữ nữa? Tại vì em cái tiền của em á là có sao nói vậy. Nhưng mà em thật ra thì không có cho mẹ em giữ nữa, bây giờ em giữ nữa. Em giờ con em trai đâu coi đó. Nhưng mà bà giữ vẫn tốt mà. Mày đi đó, con mày theo đó rồi ai giữ? Hả? Em coi cho gọi bà nội vậy. Liệu thế này nè. Bữa giờ 2 tháng mấy anh không đủ cái làm không đủ anh nuôi bản thân anh nữa. Rồi liệu anh đón hai con lên rồi có đủ nuôi hai bé không đúng bà? Em gửi bà nội giữ. Giữ phát không? Bà nội giữ một kiếp, rồi có một ngày ăn kiếp. Cái đó là chuyện của con. 7 ngày.
ý là ngoại ơi, ngoại à, bà ngoại đi ha, à, ngoại lo lắng một cái điều gì mà bà ngoại lại không có trao con lại cho anh Kiệt? Bữa hồi đó là anh Kiệt bà ngoại bà giữ hồi 4 tháng rưỡi ha, rồi bà già của bác á, bà bệnh mới gửi cho mày ăn giấy này gửi giữ có một ngày một thằng Kiệt về nhập viện một tuần lễ, đi ra ngoài ruộng á nó muốn dọc sình dọc về dọc phơi nắng phơi mưa gì kệ mẹ mày. Ý là nhiều nhỏ khóc quá trời, cái điện kêu đi về bắt nó trở về thì nhập viện một lần. Lo sức khỏe cho mấy cháu thôi, với lại là lo cho anh là 2 tháng mấy rồi mà anh không gửi về một đồng bạc nào. Dạ, đó là cũng là một cái sai của anh rất là nhiều dạ, đó. Đúng là có sai, nhưng mà thật ra thì em mới lên á thì em đầu ấp tao gối, em thì không bây biết giờ là ai hết trơn á. Anh sai như thế nào? Anh nói với ngoại như thế đó cho nó hợp lý, mẹ con điều hòa lại, chứ không có để mà cái tình trạng mà anh về là bị những người cháu người con của bên ngoại làm này làm nọ. Rồi thứ hai nữa là liên quan đến tính mạng, bà ngoại đã lên tiếng rồi, bà ngoại nói là mày đưa con gì đó đi á là tao sẽ ra đường đó, thì anh cũng nghe rồi đó. Tụi em không có muốn những cái thứ sự việc xảy ra. Cô ơi, con muốn hôm nay con cũng bữa hôm cô cũng mong là con sẽ gặp được người cha, thì con cũng với Phạm Tấn cũng tìm tút ở dưới Đồng Nai rất là xa, thì con muốn xuống đây đầu tiên là muốn làm rõ sự việc á, là người cha có bỏ con hay không, người cha có ôm tiền hay không. Tiếp theo đó là con muốn là giữa mẹ vợ và con rể sẽ hiểu ra được câu chuyện là nó xuất phát mâu thuẫn từ đâu để hai bên hòa hợp để cùng nuôi cháu khôn lớn. Chắc bọn con không muốn là sẽ ly tan hay là giành nhau rồi để xảy ra những cái vụ việc không mong muốn. Bác nói vậy cho con nghe nè, nó đi làm có người giữ là sẽ muốn chết rồi. Thí dụ như Kiệt ăn con nhỏ này uống sữa thì bác cũng ăn con bụng mà, chứ bác đâu có ăn hai bụng. Chỉ coi bác ăn con bụng à, bác giữ cho nó là khỏe rồi. Một tháng bây giờ yêu cầu nó gửi cho bác 2 triệu là hoặc 1 triệu cho sữa cho con bố cũng được vậy. Giờ thế này nè, giờ thế này con muốn bác nói lại là anh Nhí thì có ôm số tiền đi hay không, là bác nói cho anh Nhí biết đi để cho nó giải quyết cái mâu thuẫn đó trước tiên. Anh Nhí bức xúc là nói anh Nhí ôm 14 triệu đúng anh Nhí? Là chỉ bức xúc cái đó thôi. 14 triệu là 1 triệu. Hai gì mẹ nói hai gì mẹ nói cho đưa cho nó đi mà sao mẹ nói ôm? Ôm là người ta nói là mẹ con bỏ trốn rồi. Con lấy 1.6 vàng đó. Thì rồi chỉ thêm 1.5 vàng. Thì mà mẹ nói là mua rồi cho. Con trả lại cho mẹ. Đâu có cầm tiền mà mẹ mua cho con, cái đó là tự con mua. Thầy ở đây đưa tiền không cho có đưa. Con cắt con đi mua. Không có đưa cho mẹ đâu. Con để mà đó, con để lo cho hai đứa nhỏ. Tao 4 chỉ. Ừ, mày mua vàng 4 chỉ thì mày đưa cho mẹ. Còn 1.6 mày mua vàng của mày, mày đâu có đưa cho mẹ, mày đeo đi mà. Đó là nguyên nhân vì sao cô nói là anh Nhí ôm tiền đi và bỏ con đúng không? Thầy bác nó tính cộng chung hết trơn, nó chỉ gửi 6, anh chỉ 6 sao vàng. Sao mà mẹ nói con ôm tiền đi? 1 triệu. 1 chỉ 6 với 10 1 triệu nữa là 1 triệu đó. Rồi bữa đó là quên tính trừ ra tiền xe là 2 triệu, con còn là 12 triệu đó. Chứ đâu có nói vậy. Rồi, giờ vấn đề đó là xong ha. Vấn đề thứ hai là anh Nhí có bỏ con không cô? Thằng Nhí nó không bỏ con thiệt mà đi 3 tháng nay nó trận cuộc gọi bên đây không điện được, nó là rồi, hỏi anh, nó anh coi cách sao. Con không có bỏ con của con. Tại vì mẹ dạy cho mấy đứa nhỏ không à. Nó hỏi kìa coi mẹ có dạy không. Tại sao không dạy? Chuyện có nữa không? Bà nội nào mà bắt cháu nào giữ dịch 2 tháng 2 triệu mà mẹ nói là bà nội mày kêu giữ dịch tháng 2 triệu. Bà ngoại dạy nói gì? Dạ lâu. Anh hỏi nó đi. Hôm bữa con chờ con giờ bà nội già bà ngoại dạy con nói đúng không? Dạy gì cha? Dạy nói chuyện với cái gì? Dạ nói dạy đi. Dạy nói gì là con nghe đi, con phải hiểu. Dạy gì? Ý là cha có bỏ con không? Bữa hôm con nói là con cha bỏ con chặn cuộc gọi, cái đó có thật không? Dạ có, cha chặn con. Anh có chặn không? Con gọi thử rồi có vô không? Gọi số thử vô không? Không rồi, hồi tối điện số không vô. Giờ điện thử vô không? Giờ mới mở thì sao điện không vô? Nữa. Rồi giờ sao mẹ cứ gài con không vậy? Giờ bà ngoại ơi. Alo bà ngoại. Dạ alo. Đưa máy bà ngoại thầy gặp xíu con.
Rồi, bà nghe nè. Giờ bà ơi, giờ để con đang muốn giải quyết là mâu thuẫn giữa con rể với mẹ vợ về cái việc chuyện tiền bạc với lại bỏ con cái. Thì con hy vọng là con gặp anh Nhí là để giải quyết cho anh Nhí là cùng phụ với bà ngoại nuôi hai bé khôn lớn, chứ không phải là để gia đình ly tán cô nhé. Do vậy thì nếu mà bên cô mà cũng có bên cô với những người thân trong gia đình cô có nóng giận gì thì cô hãy khuyên bảo là mọi việc không có chuyện gì hết, là để cho anh Nhí có thể. Bà có nói với con rồi mà bà nói con bà cứ phiền không à bà. Dạ. Trời ơi, một người chết một người cũng vô tù, bà cũng có cho nói nè. Không đâu. Còn cái việc bên anh Nhí, anh Nhí nói là dành nuôi con về cho bà nội thì để con sẽ khuyên bảo anh Nhí và hướng cho anh Nhí một cái hướng tốt nhất cô nha. Dạ. Chứ nói giao con cho nó là bà không có giao đâu. Rồi. Con biết rồi, dạ. Ừ. Thì bà còn câu hỏi nào muốn hỏi anh Nhí nữa không? Bà cứ nói vậy, bà nói bây giờ đừng nói bắt con là bà tới đâu bà cũng tới, mà chết bà cũng vẫn sẵn sàng, bà chịu chết với thằng ấy. Rồi. Bởi vì bà nuôi thằng con không biết cho mày dở. Anh bình tĩnh. Là ý là bà còn câu hỏi nào hỏi anh Nhí nữa hay không, hay là có gì mà cần không đâu, bà không có gì nói với nó nữa. Rồi. Anh Nhí có gì nói với giờ đó thì con em đó thì không có cho mẹ giữ. Chuyện nuôi con thì sẽ tính sau mà còn thời gian để giải quyết. Rồi dạy cô ha, để con nói chuyện với anh Nhí. Quý cô chú chị gặp mặt thì nếu mà để càng lâu thì tình hình căng thẳng nó diễn ra càng sâu. Đó là việc dành nuôi con. Anh Nhí ạ, thế này này. Em không biết là anh Nhí là lớn hơn em hay là em lớn hơn anh Nhí. Em 88. Rồi em kêu bằng anh đi ha, anh lớn hơn em. Thì anh Nhí ấy, coi như em một người em của anh đi. Anh cũng biết là trước giờ, anh cho bà con biết là trước giờ khi mà em xuống giúp ba cho con thì em có đòi hỏi anh cái gì không? Dạ không. Em có nói là anh phải đưa tiền cà phê hay tiền nước không? Dạ không. À, rồi gần đây thì nói sẵn tiện đây chia sẻ luôn, nhiều cái hoàn cảnh cứ nhắn tin cho Đồng á, mà Đồng với Phạm Tuấn thì rất là nhiều hoàn cảnh. Có khi là phải về miền Trung nữa, rồi có khi đi nhiều nơi mà nó ngược hướng chưa đi được thì chưa trả lời được thì mới nói là chắc là bên thiền nguyện anh em YouTube là phải có tiền bồi dưỡng mới bến đến thăm hoàn cảnh. Thử hỏi là một nhân vật sống đây này, sẵn tiện hôm nay thì nói luôn Tuấn ha. Khi mà em tới anh thì em có đòi hỏi gì anh không? Có đòi hỏi chai nước hay là gì không? Dạ không. Anh cứ nói thật đi. Dạ anh Tuấn, lại hoàn cảnh của em là không có đòi hỏi gì hết. Em là Đồng. Dạ anh Đồng. Tuấn. Có kêu anh là phải mua nước hay là mua gì không? Dạ không anh Đồng. Thậm chí là bên anh mua nước em còn nói em có nước. Đòi hỏi gì hết. Dạ. Là chỉ cần gửi hoàn cảnh mà đúng hoàn cảnh mà đối tượng cần giúp thì bọn em tới thôi, thuận đường nữa. Chứ bọn em giờ xe máy cũng đâu có thể đi hết các tỉnh, các nơi được đúng không anh? Yeah. Giờ sau khi mà trao đổi với bà ngoại xong rồi thì bà giờ là lấn cấn cái việc là tiền bạc là 1:6. Yeah. Bằng ý là bà ngoại nói là anh tự ý mua vàng cho anh, giống như là anh muốn lấy số tiền đó để đi đi vậy đó. Yeah, là 1:6. 1:6 khi đó thì mua là cho là 6 triệu mấy 1 chỉ đi. Em tính vậy đi. Không, em tổng cộng là 4 chỉ với cái chỉ 6 là với đeo bông con nhỏ là 34 triệu, nhưng mà em không biết là cái chỉ 6 này được bao nhiêu tiền, em cũng chưa biết. Chỉ 6 này là vàng gì? Vàng 18. Rồi cái vấn đề đó là chỉ 6 đó giờ thì anh giữ. Dạ. Hiện tại thì là bữa giờ là do kẹt tiền. Dạ, quá kẹt tiền. Thì trong 2 tháng đó thì anh làm thì là tiền đâu? Dạ em một tháng kia thì em chưa có lãnh. Còn tháng kia thì có em lãnh ra được có 4.3 triệu. Dạ. Thì em còn tiền nhà chừng 1.3 triệu, rồi tiền ăn hàng ngày em mượn nữa. Nhưng mà điều anh có cảm nhận là anh sẽ có một điểm sai ở đây. Đó là trong suốt 3 tháng anh không gửi về 1.000 nào. Dạ. Để cho bà ngoại nuôi hai bé thì bà ngoại bức xúc là cũng anh thấy có đúng không? Ví dụ như anh là đàm một anh một phương diện người ông đi, anh đang giữ cháu đi. Dạ. Mà người con của mình đi biển biệt suốt 3 tháng không gửi về đồng nào. Nhưng mà em tính là em gửi, nhưng mà em gửi á thì bà vợ bà quýnh số quýnh đề, em không có gửi. Dạ. Là cái đó thì em không biết, trong chuyện gia đình quấn đề quấn số thì em không biết ha. Còn cái chuyện mà mua bữa hôm tiền là mua vàng. Dạ vàng. Rồi là Mạnh Thường Quân hỏi là tại sao ông dành số tiền đó để nuôi hai bé lại mà lại đi mua vàng. Dạ tại vì để tiền đó thì để nhà thì bà cũng giữ, mà để sắm vàng á bà cũng giữ, thì thôi em sẽ sắm vàng cho bà vợ em giữ. Em không có giữ. Từ mai táng tiền hỗ trợ á là em đưa bà vợ giữ hết. Yeah. Em không có giữ gì hết. Em chỉ từ vợ em mất tới hơn 120 ngày
làm chỉ được có một chỉ rưỡi và chỉ 6 vàng với 1 triệu bạc thôi. Em cứ có nhiêu thôi. Rồi sau khi mà thước phim mà bà ngoại nói anh ôm tiền Mạnh Thường Quân bỏ hai con á, thì rất là nhiều người bình luận là có thể, anh không biết anh có đọc không, nói có thể trước đây vụ rạch đồn của anh. Nếu mà em trốn á thì em đâu có hẹn mấy anh gặp đây đâu. Ý là ông bà cô bác bình luận vậy thì có thể là trước đây vụ trộm rạch mất tiền là do anh tự dàn dựng, thì anh giải thích sao? Dạ không trộm thật chứ em không có dạy dựng. Tại vì em có mất cái điện thoại đồ nữa. Dạ. Thì còn về vấn đề nuôi con á, thì em thấy như bà ngoại ở nhà vậy, nuôi hai bé, em thấy là em xuống thấy bà ngoại chăm cũng rất là kỹ. Nhưng mà kỹ, nhưng mà gửi tiền con của em á, ăn uống đâu có nhiều đâu, sữa em mua đó là có 380 ngàn thôi, mình trả có 170 thôi. Nhưng mà tại sao em đi làm mà mới có 2 tháng mấy thôi, mà mấy chỉ vàng của em, mấy chỉ vàng đâu hết. Bé bệnh đi viện anh biết không? Đi có lên Sài Gòn có chừng 5 băng vàng đi. Không, nhưng mà anh nên nhớ ngoài tiền viện phí này, rồi tiền bà ngoại phải ăn uống nữa, anh nên nhớ cái điều đó là thuốc men này, đi lại này, thuê xe này, rồi là tiền bà ngoại ăn uống nữa chứ đâu phải. Anh đừng có tính là 5 phân vàng là 2 triệu là tiền thuốc men cho bé không, thì lên đó bà ngoại, anh biết Sài Gòn thì đắt đỏ nữa, ăn uống nữa, một phần cơm cũng 30-40 ngàn, mà ở trên đó mấy ngày thì anh cũng tính được. Thì em là anh đang tính là tại sao nó vàng nó mất vậy, đúng không? Dạ. Nhưng mà đứng theo phương diện em với Tấn á, khi mà có một người bà ngoại ở nhà chăm con cho anh đi làm rất là tốt rồi. Anh chỉ cần một tháng gửi về như bà ngoại nói là 1-2 triệu thôi, không cần nhiều. Nhưng mà bên em á thì không có cho bà và vợ em giữ nữa. Là anh bên nhất em, quyết dành nhất quyết là em thấy anh có liên hệ bên nội chưa? Dạ rồi. Còn cái chuyện mà bên đó không cho là chuyện bên đó. Nhưng mà anh có nghe bà ngoại nói là nếu mà anh mà dành bé nuôi, nếu mà bên đó nó dành á thì bên vẫn có khả năng vừa nuôi con bé, còn em không gửi vậy thôi. Là sao? Bên đó có khả năng nuôi con bé là em không gửi. Hai đứa luôn hả? Em bắt đứa, nếu mà vậy giữ đứa nhỏ thì có khả năng nuôi với nhỏ. Ví dụ thì vậy thế này, giờ bà ngoại nói là anh bắt lớn còn dạ, bé nghĩa là anh nói là nếu mà anh bắt lớn còn mà bà ngoại nuôi bé nhỏ thì là tự lo, tự nhỏ lo không gửi tiền là anh đồng ý. Dạ. Rồi bà ngoại ơi, nghĩ như vậy là anh Nhí nói nếu mà anh Nhí bắt bé lớn theo yêu cầu của bà ngoại nó cho bắt một đứa, thì là anh Nhí sẽ bắt bé trai lớn. Còn anh Nhí nói là nếu mà bà ngoại muốn giữ em bé thì mọi kinh phí tự lo, anh Nhí không có gửi tiền về nữa. Dạ. Còn cái việc này thì chắc là anh cứ về suy nghĩ đi Tấn ha. Rồi là em sẽ gọi tác động bên bà ngoại nhiều hơn, làm sao để cho hòa hợp giữa anh với bà ngoại. Rất là nhiều cô chú cũng nói là vợ em á thì không có bỏ con, tại vì cái hoàn cảnh của em không có khả năng gửi tiền về. Chứ em làm một tháng có 4.3 triệu một tháng. Dạ dạ, cái đó thì cái việc công việc của anh thì em cũng không nắm, thu nhập thì em cũng không nắm anh được. Nhưng mà đứng trên phương diện của một người đàn ông như em với Phạm Tấn á, mà 3 tháng mà không gửi về đồng nào dưới đó thì cũng đó. Cái đó là anh sai. Cái đó thì thật sự anh sai. Cái nào sai là mình nhận sai, đúng không anh? Cái nào đúng mình nhận đúng. Còn cái vấn đề mà nói ôm 10 mấy triệu thì anh hồi nãy cũng giải thích với bà ngoại để bà ngoại cũng nói là quên trừ cái chiếc xe. Rồi là nghĩa là anh lấy cái tiền mua vàng thôi. Chứ thực đừng sự có nói mà ôm đi là nó ôm đi, người ta nói là em bỏ trốn, ôm tiền nó bỏ trốn là em không có. Dạ. Nói chung là sáng tiền hôm nay thì anh có muốn gửi lời gì đến bên bà ngoại với bên những người cậu mà đang hù dọa anh không? Dạ em không có lời nào nói hết. Thì hy vọng là như khi những người cậu mà xem, những người cậu bên bà ngoại mà xem được video này á, thì hãy thật sự bình tĩnh ha. Cái nào cũng có cái hướng để giải quyết hết á Tấn ha. Rồi mọi chuyện sẽ ổn hết lại thôi, không có gì. Nếu mà anh mà nhất quyết là về cái con cái thì anh cũng nên làm rõ ngay từ đầu. Để cho câu chuyện nó không thảy ra đi sâu xa, rồi là hai bé cũng phải không phải chịu tổn thương. Giờ em thấy bé nhỏ là rất là nhiều bệnh á. Thứ nhất là cái chân á, hồi nãy bữa em xuống là cái chân không thể đứng được. Rồi là phần cái não cũng có vấn đề luôn. Thì anh xem như thế nào thì anh giải quyết sớm. Mà nếu mà cần gì em với Phạm Tấn hỗ trợ thì cứ gọi cho em ha. Rồi thì cuối video thì anh có gửi lời gì đến những quý cô chú anh chị không? Đến chính câu chuyện không? Cảm ơn cô chú đừng có hiểu lầm công việc. Tại vì đây bên kia đặt câu chuyện thôi. Tại vì bên đây là không có bỏ trốn, ôm một số tiền bỏ trốn.
mong cô bác hiểu giùm mà. Rồi là anh có bỏ con không? Dạ không. Rồi là cái chuyện mà chặn là hồi nãy anh Nhí nó nói là anh chặn á. Dạ tại vì gọi được nhưng mà con em không gọi. Tại vì em đâu có chặn đâu. Vấn đề bỏ con ở đây là bà ngoại có hướng suy nghĩ như vậy này. Tấn có đồng điểm với suy nghĩ của anh á. Là bà ngoại nghĩ là 3 tháng không gửi về tiền thì là dạ, giống cái đó là anh có sai. Ừ. Cái đó là gọi là bỏ tiền không cung cấp cho con đó. Ừ. Dạ. Là bỏ bê á, dạ, không có lo cho con dạ. Nữa, con ốm đau bệnh tật cũng không có tiền đi viện vậy đó. Em hiểu. Rồi hôm nay thì đồng cũng vội vàng sắp xếp công việc, nói chung công việc thì đồng với Phạm Tấn thì cũng rất là nhiều luôn. Hàng ngày thì cũng cả hàng trăm cuộc gọi từ số này, từ Zalo nên đồng với Phạm Tấn không thể nghe được. Hôm nay thì cái em việc... nghe tin hôm qua là em bức xúc lắm. Nhưng dạ. Mà hôm qua thì gọi thầy với Phạm Tấn cũng đâu có lên gặp được. Ừ. Nhưng đấy. Mà thầy đồng hẹn ngày mai, nhưng mà em hẹn thầy bữa nay mới đâu có để lâu được. Cái chuyện này để là lâu á thì nó kéo dài, người ta hiểu lầm em nữa. Dạ. Rồi nói chung thì hôm nay thì câu chuyện cũng sáng tỏ rồi quý cô chú chị ạ. Thì hy vọng thì hai bên đồng hy vọng thôi. Hy vọng là bên mẹ vợ với con rể thì sẽ có tiếng nói chung để cùng nuôi cho hai bé trưởng thành và vượt qua được cái giai đoạn khó khăn, và đặc biệt là giúp cho bé nhỏ có thể khỏe mạnh, không còn bệnh tật nữa anh ha. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn. Nếu mà sau này khi mà có những cái công việc gì về gia đình của Nhí với bà ngoại thì đồng sẽ cập nhật cho quý cô chú chị biết luôn. Đồng một lần nữa cảm ơn quý cô chú chị rất nhiều. Kính chúc quý cô chú chị, quý nhà học tâm thật nhiều sức khỏe. Quý cô chú chị thì có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay Tấn và đồng chia sẻ ở mảnh đất Đồng Nai thì để lại bình luận ha, xem là trong câu chuyện này ai đúng ai sai. Chào anh Nhí nhé. Dạ, chào quý cô chú chị. Chào cô chú.